Chào mừng các bạn đến với chương trình Thủ thuật Photoshop được phát sóng định kỳ vào thứ ba và thứ năm hàng tuần tại Zing TV và mình là Thùy Uyên. Các bạn hãy chia sẻ thắc mắc những vấn đề về Photoshop qua email thuyuyen@thuyuyen.info. Mình sẽ hỗ trợ hướng dẫn xử lý cho các bạn ở những số tiếp theo của chương trình. Truy cập tại tv.zing.vn hoặc thuyuyen.info để xem thêm hướng dẫn một số thủ thuật Photoshop phong phú và đa dạng khác. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tạo một tông màu cổ điển, hay còn gọi là màu vintage, mà nhiều người còn có thể vẫn thường gọi là màu Instagram. Trong bài hướng dẫn này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ba cách đơn giản nhất để tạo nên màu cổ điển như vậy. Với cách thứ nhất, các bạn sẽ tạo một adjustment layer. Các bạn click vào trong icon hình tròn nửa trắng nửa đen ở dưới bảng layer này, chọn layer là curve. Với bảng tùy chọn curve, các bạn sẽ chọn vào kênh blue. Sau đó ở cột bên trái, các bạn chọn công cụ hình cây viết. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ dùng công cụ cây viết này để vẽ một đường nằm ngay giữa. Các bạn có thể thấy là trong bảng này nó chia làm 4x4 ô. Các bạn vẽ ngay cái đường ngang ở giữa hai ô này. Vẽ một đường. Đến đây thì các bạn thấy cái tông màu nó đã ngả về màu cổ điển rồi. Bước tiếp theo đó thì các bạn chỉ có chỉnh opacity tới một mức nào đó các bạn cảm thấy nó là phù hợp với bức hình của mình. Đến đây thì ta đã có được một tông màu cũng gọi là màu cổ điển hay là màu Instagram. Đó là cách thứ nhất. Bây giờ mình ẩn cái này đi, mình quay trở về cái stock ban đầu. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thứ hai. Với cách thứ hai này thì đầu tiên các bạn chọn một adjustment layer là level. Các bạn cũng chọn kênh blue ở dưới cái thanh output level dưới này. Các bạn kéo cái điểm nêu màu đen từ bên trái qua bên phải để tăng kênh blue lên. Ở trên này các bạn cũng kéo một chút để vùng tối nó tối hơn một xíu, có độ tương phản hơn. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ chọn một adjustment layer là solid color. Fill một màu với mã là F6DDAD. Click OK. Với adjustment layer này thì các bạn sẽ chọn blending mode là multiply. Đến đây thì các bạn có thể thấy là cái màu nó cũng gần giống màu hồi nãy rồi. Bước tiếp theo nữa là các bạn chọn một adjustment layer là curve. Với curve này thì các bạn để nguyên kênh RGB, chọn cái thay vì là cái hình cái viết thì bây giờ các bạn sẽ chọn hình cái đường line như thế này. Sau đó các bạn sẽ nâng cái điểm ngoài cùng ở dưới lên để cho cái màu nó đục hơn một xíu. Rồi các bạn kéo tùy chỉnh cái thanh này tối hơn, khúc này thì sáng hơn một chút. OK, đến đây thì ta đã có được một cái tông màu thứ hai, một cái cách thứ hai. Đây là cách thứ nhất. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thứ ba. Với cách này thì chúng ta sẽ có nhiều tùy chọn hơn, nhiều cái tông màu hơn. Đầu tiên các bạn tạo một adjustment layer là vibrance. Với cái bảng vibrance này thì các bạn kéo cái thanh đầu tiên qua bên trái một chút để giảm độ rực màu. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là khi mình kéo chỉ có cái tông màu da nó giảm thôi. Còn màu tóc thì không có giảm, vẫn giữ y nguyên. Các bạn kéo xuống một xíu. Tiếp theo nữa là các bạn chọn một adjustment layer là level. Với bảng level này thì phần output các bạn cũng kéo nó vô một khoảng để làm màu nó nhợt nhạt hơn, đục hơn. Ở trên này thì kéo vô một chút để tăng khoảng tối. Mình kéo cái này xuống dưới nha. Mình kéo lên trên. Cùng là cách thứ ba đi. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ tạo một adjustment layer là gradient map. Với cái layer gradient map này các bạn sẽ chọn blending mode là soft line. Trong bảng tùy chỉnh gradient map các bạn sẽ click vào cái mũi tên của cái gradient bên cạnh này để sổ cái thư viện của nó ra. Trong thư viện này thì các bạn sẽ click vào cái icon setting ở góc trên bên phải. Sau đó trong này chúng ta có rất là nhiều thư viện màu để chọn. Tuy nhiên mình
thường chọn hai tông màu là Photographic Toning và Color Harmony 1. Đầu tiên mình chọn cái Color Harmony 1 trước ha. Các bạn click vào, chọn Append để nó tải tiếp những cái tông màu vào trong cái thư viện, chứ nó không có thay thế cái tông màu hiện có. Với những cái tông màu vừa tải thêm này, các bạn có thể click chọn một cái tông màu nào đó tùy ý. Ví dụ mình chọn tông này, mình cảm thấy cái tông này nó hợp với cái bức hình của mình rồi, nó đậm quá thì các bạn có thể giảm opacity xuống cho đến khi nào các bạn thấy vừa. Trong đây cũng có rất là nhiều tông màu để chọn. Cái tông này mình thấy cũng rất là đẹp nè. Giảm opacity hoặc là chọn một tông màu khác. Các bạn cũng có thể tải thêm Photographic Toning, chọn Append để load thêm vào. Đây là một số cái bảng màu mà vừa được tải thêm. Các bạn cũng có thể chọn ở trong này. Cái này mình cũng có thể tăng opacity lên lại. Chọn một tông màu nào đó mà các bạn cảm thấy thích, mình thích là được rồi. Ví dụ mình chọn tông này. Với cái layer gradient map này thì các bạn có thể tùy ý mình mà coi, có thể chuyển từ shop live qua overlay hoặc là chọn một cái blending mode nào đó để mình test thử cái tông màu của mình xem cái nào phù hợp hơn thôi. Nếu có thời gian rảnh thì các bạn nên vọc ở trong này. Thỉnh thoảng cũng có rất là nhiều cái tông màu rất là lạ mà cũng đẹp nữa. Đó là ba cách mà mình sử dụng để tạo một cái tông màu cổ điển. Với cái cách thứ ba này, theo như mình thấy thì có lẽ là lúc đầu mình tăng cái level hơi cao cho nên cái màu nó hơi nhạt, thì các bạn vẫn có thể click đúp vào cái thumbnail của cái layer đó và kéo lại tông màu. Ok, đó là ba cách theo mình thấy là đơn giản nhất để tạo nên một tông màu cổ điển, có thể áp dụng cho rất là nhiều hình ảnh khác nhau. Và trong cái bảng gradient map nó cũng cung cấp cho các bạn rất là nhiều tông màu đẹp, tông màu lạ ở trong đó mà các bạn nên thử. Mình hy vọng rằng hướng dẫn này sẽ giúp ích cho công việc của các bạn nhiều hơn. Nếu các bạn thích những hướng dẫn của mình, vui lòng giúp mình chia sẻ đến bạn bè của các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.